Đến 16 giờ 20, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và một phụ nữ khiến người này tử vong. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tàu hỏa tuyến Bắc Nam di chuyển theo hướng từ ga Sài Gòn ra. Khi đến đường Lê Văn Sĩ nối với Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, thì xảy ra va chạm với một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Riêng đoàn tàu sau đó đã dừng lại khoảng 5 phút, chắn ngang đường khiến giao thông ùn ứ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường. Sau đó đoàn tàu tiếp tục di chuyển, giao thông được thiết lập lại. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.